chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trong Blackpink, Jennie và Lisa là bộ đôi rapper có sức hút nhất định trên thị trường K-pop. Không chỉ có hoạt động âm nhạc nổi bật, cả hai còn oanh tạc lĩnh vực thời trang quảng cáo. Với sức hút toàn cầu này, không khó để hiểu rằng vì sao mức cát-xê của hai nữ thần tượng luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Sở hữu thần thái và độ nổi tiếng toàn cầu, Jennie của Blackpink lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Song để có được hình ảnh của nữ idol, các thương hiệu phải chi ra một khoản tiền khủng. Mới đây thì một hãng dương AC đã nhắc đến chi phí thuê main rapper Blackpink làm người mẫu quảng cáo cho các sản phẩm của mình. Theo đó thì nhãn hàng này tiết lộ mức cát-xê quảng cáo của Jennie cho một hợp đồng ít nhất lên đến 700 triệu won, tương đương là 13 tỷ đồng, và cao nhất có thể đạt đến 1 tỷ won, tương đương là khoảng 18,5 tỷ đồng. Con số này quả thật khiến không ít người hâm mộ bị choáng ngợp. Song thương hiệu AC cho biết việc mời nữ idol quảng bá sẽ giúp họ tăng doanh thu sản phẩm rất nhanh. Từ trước đến nay thì Jennie luôn được biết đến là một nữ thần tượng có mức thu nhập cao trong giới K-pop. Không chỉ có chi phí quảng bá cùng Blackpink, cô còn kiếm thêm thu nhập từ album solo và việc làm đại sứ quảng cáo cho các thương hiệu lớn. Vào năm 2020 thì một YouTuber từng phân tích rằng trong một năm main rapper Blackpink có thể kiếm được hơn 186 tỷ đồng. Không chỉ có Jennie, Lisa cũng có mức cát-xê cao ngất ngưỡng. Trước đó thì một trang thông tin Thái Lan đã tiết lộ mức giá để mời nữ idol tham gia một sự kiện quảng cáo. Cụ thể bảng giá này được quy định rõ ràng như sau. Tham gia sự kiện khoảng 2 tiếng là 5 triệu bạt khoảng 3,8 tỷ đồng. Xuất hiện trong một bộ phim truyền hình 10 triệu bạt khoảng 7,7 tỷ đồng. Xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh là 5 triệu bạt khoảng 11,5 tỷ đồng. Và đại diện cho một nhãn hàng là 20 triệu bạt tương đương là khoảng 15,3 tỷ đồng. Dù có mức cát-xê cao nhưng nhiều nhãn hàng vẫn không ngại chi ra khoản tiền lớn để mời Lisa về. Năm 2019, tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan từng mời nữ idol với con số là 450.000 đô la Mỹ, tương đương là 10,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong lần em út Blackpink trở thành huấn luyện viên của idol producer, cô nàng cũng đã thu về 100 tỷ đồng. Thực tế thì Jennie và Lisa được nhận định là hai thành viên giàu nhất Blackpink. Theo tạp chí Soulpage, nữ idol người Thái đứng đầu nhóm khi sở hữu tài sản khoảng 15 triệu đô la Mỹ, tương đương là khoảng 340,8 tỷ đồng. Lisa cũng là một trong những nữ thần tượng trẻ góp mặt vào top 30 idol K-pop giàu nhất năm 2021. Trong khi đó thì Jennie cũng không thua kém khi có gia tài khoảng 10 triệu đô, tương đương là 227,2 tỷ đồng. Gia đình cũng không quá bất ngờ với con số trên bởi nữ idol vốn sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị. Cô là bạn thân của nhiều thương hiệu tạp chí thời trang hàng đầu. Hơn cả thế thì giọng ca solo chính là đại sứ của nhà mốt danh tiếng Chanel. Không chỉ có hai nữ thần tượng trên, các thành viên còn lại của Blackpink cũng có mức thu nhập khổng lồ. Vào cuối năm 2019, một trang chuyên thống kê tài sản của nghệ sĩ từng tiết lộ giá trị tài sản của cả bốn cô gái có thể lên đến 30 triệu đô la Mỹ, tương đương là hơn 742 tỷ đồng. Với một idol K-pop, mức cát-xê của Jennie và Lisa thuộc dạng cao và hiếm có. Song nếu xét đến những lợi nhuận trong chiến lược marketing, quả thật có rất nhiều nhãn hàng không ngần ngại chi tiền cho bộ đôi rapper này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất trong ngày bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!